Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Radio nha. Clip này thì em sẽ quay và báo giá cho anh em mình là một cái cặp loa chép kèn của JBL của model là 2425Z và cái cặp họng của JBL của model là 2345 nha anh em. Họng này họng gen ha, họng gen rất dày và rất nặng luôn ha, và được phủ chống ồn nha anh em nha. Cặp cũ thì rất là đẹp anh em nha, cặp cũ là hầu như là đẹp len ken luôn ha, nhưng mà cái họng này nè thì có một vài điểm nó bị tróc cái lớp phủ chống ồn đi nha anh em nha, cho nên là anh em mình thấy nó trắng nè đó. Thì cái cặp này về ha, họng rất là lớn nha, họng rất là khủng và cực kỳ nặng luôn nha anh em đó. Cặp này thì nói chung là em thấy cũ nó quá đẹp đi ha, cũ nó quá đẹp và cái họng của nó thì họng khủng nữa anh em ha, họng này cho tiếng rất hay đó, nhưng mà nó chỉ tróc trắng này thôi, nhưng mà nó giá nó rẻ hơn tầm 3 triệu nha anh em nha, rẻ hơn 3 triệu so với cái hàng mà nó điều màu luôn ha đó. Cái này anh em mình mua về nghe thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều so với lại những cái cặp khác ha, nhưng mà chất âm của nó thì vẫn tốt, vẫn không thay đổi nha anh em nha đó. Thì rẻ hơn tầm 3 triệu một cặp như thế này ha đó. Thì như cặp cũ thì rất đẹp anh em nha, cặp cũ thì rất đẹp luôn. Đây để em lật hai cũ cho anh em mình xem đó. Họng này rất dày và nặng luôn nha anh em nha đó. Đây cặp cũ của JBL của model là 2425Z ha, dòng này tiếng rất hay nha anh em nha, dòng này tiếng rất hay, JBL 2425Z. Cặp này thì em mua từ Nhật về anh em nha, mua từ Nhật về thì có tem của Sansui phân phối bên Nhật này ha, 7410 nè đó, trùng một cặp của nó luôn đó, anh em nha. Đó. Này này là Sansui phân phối nha, hàng chính hãng của JBL và do nhà máy JBL sản xuất tại Mỹ nha anh em nha, cũ và họng này đều được sản xuất tại Mỹ hết đó. Thì anh em mình thấy nè, ở đây nó có một cái lớp phủ chống ồn anh em nha, đó. Có một cái lớp phủ chống ồn nè, sau khi mà nó tróc cái lớp phủ chống ồn này, phía dưới thì nó còn cái sơn zin của cái họng ha, sơn zin của họng gan, nó chỉ bị cái bong cái lớp chống ồn này thôi nha anh em nha. Đó, đây cái lớp chống ồn này thì nó phủ dạng như bột với anh em, cạo và nó ra đó. Đây ha, thì cái này chắc là mấy cái trắng này chắc là bên kia người ta vệ sinh, người ta lau làm sao đó ha đó. Thì nó bị bay cái lớp sơn ngoài nè đó, còn nó lòi cái lớp phủ chống ồn ra ha, và sau khi nó bên trong là nó còn một cái lớp sơn nữa nha, nó họng gan. Cái cặp họng này là hãng sản xuất ra ha, rồi xong rồi hãng sơn cái họng trước ha, rồi hãng mới lắp một cái lớp phủ chống ồn lên và tiếp tục hãng sơn thêm một lần nữa nha anh em nha. Đó, thì ở đây một vài chỗ nó tróc thì anh em mình thấy cái nước sơn bên trong cái họng nè, nói chung là nó sẽ không có ảnh hưởng gì về chất âm nha, nó chỉ bị ở phía mấy chỗ này chắc là người ta lau nè anh em ha. Em thấy mấy cái vết này cũng kiểu cũ lắm rồi đó. Đây đó. Nói chung là cặp họng này thì rất là khủng nha anh em nha, cặp họng này là nó gần 60 anh em. Để em đo cái kích thước cho anh em mình tham khảo nha. Đó. Đây 50 là tới đây ha. Cặp họng là gần 60 chiều ngang nha, gần 60 chiều ngang. Và cái chiều cao của em nói là hơn 17 phân nha. Còn chiều sâu ha, chiều sâu là 50 phân anh em nha. Đó. Chiều sâu là hết cái thước luôn nè. Là hơn là tầm 50 phân chiều sâu nha, tầm 50 phân chiều sâu. Đó. Cặp họng rất khủng nha anh em, cặp họng này rất nặng luôn nha. Cặp họng của CVL có model là 2345 nha. Đây anh em ha, anh em mình thấy nè. Đó. Rẻ hơn 3 triệu ha, cặp này nếu mà đẹp thì giá nó cũng tầm 17-18 triệu gì đó anh em nha. Đó. Cặp họng nó không có bị trắng vậy nè, là giá cũng tầm 17-18 triệu gì đó. Rồi cặp này thì em để cho anh em mình giá là 14.500 nha anh em nha, 14.500, rẻ hơn tầm 3 triệu ha. Đó. Anh em mình mua cặp này về chơi là tuyệt vời luôn ha, cặp cũ thì rất đẹp nha anh em nha. Đó. Cũ anh em mình thấy nè, sơn si của cũ đây, cũ rất đẹp nha, tại em thấy cái cũ đẹp quá thì mới lấy ha, lấy luôn. Với lại cái họng này nó cũng hiếm đó nè, họng này cũng hiếm nữa, rất là ít hàng ha. Đó. Thì cái này về cái họng này anh em mình có thể xịt sơn lại cho nó đẹp, hoặc là anh em mình để nguyên vậy dùng luôn cũng được nha, nó cũng không ảnh hưởng gì về chất âm đâu, tại nó bị tróc này là tróc một vài chỗ phía ngoài thôi. Còn ngay trên cái chỗ chống ồn này ha, chỗ chống ồn quan trọng nhất thì nó hầu như là nó chỉ bị nhẹ nhẹ thôi anh em nha, bị nhẹ nhẹ lớp sơn ngoài thôi. Đó, anh em mình có thể thấy họng này rất nặng nha anh em nha, cặp họng này rất nặng, rất khủng luôn á, rất dày luôn nha. Vậy kinh khủng lắm anh em gõ bằng cái tay thôi mà anh em mình nghe nó kêu cỡ đó đó nha. Cặp họng này nghe rất là hay luôn anh em nha. Đó. Hàng xịn với JBL nha, cặp họng này là cặp họng JBL 2345 anh em. Đó. Đây là bên trong cái họng của em nói nè nha, đó. Bên trong họng thì ok nha. Rồi, bên trong họng thì ngon lành ha. Họng thì không có bị sức không có bị bể nha, đó. Chỉ chày rồi thôi, chứ không có bị bể góc cạnh đâu, còn đầy đủ hết. Họng dày kinh khủng luôn anh em, họng gan mà dày cực kỳ dày luôn. Cặp họng này cầm rất là nặng nha anh em nha, cặp này rất nặng luôn nha, không nhẹ đâu. Họng xịn nha anh em, họng xịn, họng dày, cực kỳ nặng nha. Đó. Đây anh em mình thấy nè, ha, họng gan mổ vịt nha anh em. Đây anh em nè, ha ha. Thì ở phía bên hướng này thì nó ít tróc hơn nè nha, ít tróc hơn nè. Nó chỉ bị cái lớp mỏng sơn ngoài thôi. Mấy cạnh này thì nó sẽ không ảnh hưởng chất âm rồi ha. Ở dưới này phần quan trọng nó còn nguyên nha. Đó. Cặp này về anh em có thể để nguyên vậy, hoặc là anh em mình làm gì tút tát gì đó thì tùy vào nhu cầu sử dụng của anh em mình nha. Đó. Cặp họng rất khủng luôn anh em.
Đây. Cặp họng này là nếu mà nó đẹp á, cặp họng này mà anh em mình mua gờ ha, nó cũng tầm không không dưới giá 7 8 triệu đâu anh em ha, nó tầm 7 8 triệu đổ lên không á. Nếu mà cặp họng này mà nó đẹp luôn á ha. Còn cặp cũ này thì giá nó cũng tầm 10 triệu rồi ha. Thì đây em về cặp cũ rất đẹp ha và cả họng luôn. Thì cặp này giá là 14 triệu 500 anh em nha, giá là 14 triệu 500. Đó. Anh em mình mua cặp này về chơi thì tiếng rất hay trong tầm tiền luôn. Cái cặp cũ này thôi đã hay rồi anh em. Cái cặp cũ JBL 24 hay 5G này thôi đã hay rồi. Lắp vô cái họng này cái nữa là nó cái chất âm nó đội lên rất là nhiều lần luôn anh em ha. Đó, cái, gắn vô cái họng này là chất âm nó đội lên rất là nhiều lần luôn. Đây ha. Cặp cũ thì tuyệt vời đẹp luôn anh em ha, cặp cũ thì đẹp leng keng luôn. Nè, anh em mình thấy nè, sơn si nè. Ha, cặp cũ là hầu như là tuyệt vời lắm ha. Mấy cặp càng này đa phần em lựa mấy cũ đẹp là em lấy không à ha, mấy cũ xấu em lấy lắm, mà có cái họng này nó trầy em thấy cũng không có nhiều. Nên mình không cần quá quan trọng về hình thức á, thì nên mình mua về chơi nó rẻ hơn mấy triệu ha, rẻ hơn tầm 3 triệu. Nên mình thấy cũ thì đẹp tuyệt vời luôn anh em nha. Còn cao su bảo vệ từ đồ đầy đủ ha. Đây cũ thì rất đẹp, chất âm còn rất tốt nha anh em nha. Cặp cũ này không nghe đã hay rồi anh em, lắp vô cặp họng này nghe một cái nó là giật mình luôn ha, nó nghe cực kỳ phê luôn. Rồi cặp này anh em mình có nhu cầu thì mình liên hệ với em nha. Nói chung máy này về anh em mình để lên thùng rồi ha, thì phía này cũng phía mặt sau rồi ha, mặt trước thì nó cũng sẽ có nhẹ nhẹ đôi chút ở lớp sơn ngoài, tại nó có hai lớp sơn lận, lớp sơn phủ chống ồn ngoài và sau đó mới tới lớp chống ồn ha. Đó, lớp chống ồn này của zin của hãng làm luôn nha, và phía bên trong này nè là lớp sơn zin của họng nè ha, lớp sơn zin của họng gan nè. Ở phía bên trong thì sơn thì còn rất là đẹp nha, tại vì cái phủ chống ồn này dạng bột đó, anh em nha, dạng bột á, cho nên là có tróc, còn cái sơn zin trong á nó còn, em thấy một vài chỗ là còn nguyên luôn nè, chưa có tróc. Thì vậy anh em mình có thể sơn lại cho đẹp, hoặc không là anh em mình cứ để nguyên vậy dùng luôn ha. Đó,